Xoay mắt nhỉ. Con sộp đầu tiên của buổi ngày hôm nay, con đang ngồi thuyền của anh đến bờ sang hốc bên kia là chết dí luôn. Đấy con đi ra đường kia, con của anh đường kia nhá, anh sát bờ nhá. Xong rồi tí ra đầu kia bố đón nhá. Ok. Con đầu tiên không to lắm, mấy lạng cứ bắt đã, con đầu tiên mà. Báo cá cho cần thủ Giang. Con đầu tiên của buổi ngày hôm nay sau mấy tháng. Ok, tự gỡ nha. Đấy, giật hơi yếu, giật lực căng một tí nữa. Chứ giật như thế thì dễ bong lắm. Thôi, chúc mừng, vào tài Phật. Tự tin luôn đúng không? Được, con nó sẽ tự tin. Chờ đấy. Con thứ hai của đồng chí Giang to phết. Đừng có căng nó quá. Ôi, ây da. Lần đầu tiên Giang bắt được cá bụi tre. Chúc mừng nhá. Bố bác Hùng chưa lần nào bắt được con cá ở bụi này đâu. Chúc mừng. Con này được bao nhiêu? Gần cân. Ok. Ngon. Đấy. Nó phải cực một phát như thế xong là cho nó ngậm rất sốc. Chết luôn. Ok, tự bắt tự câu tự gỡ đi. Ngon luôn, hôm nay địa hình đẹp. Bọn tôi được tổng cộng bây giờ lấy con này là 4 con. Nhưng mà được nhiều cá nhỏ nhưng thả bị hớt hết rồi, không ấy. Ngồi bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Chưa thấy mặt nó. U con này to đấy. Cá chim à? Ui giời ơi. Tưởng xộp. Rồi, đây, bỏ đây. Chim. Cứ dòng cho nó sướng tay đi. Dây trong này biết phải tiếp. Cần thủ Giang được. Sao nhảy kinh thế? Bên kia. Ra đây. To đấy, con này được cân đấy. Chúc mừng Giang này được 2 em bự luôn. Đỉnh. Ok, sau hôm nay là ngày mười mấy? 18 à? Hôm nay là 18 thì hai bố con phang được bao nhiêu con sộp cho nào? Đổ mẹ sân đi. Đổ hết ra đấy cho nào con. Xong tí nữa mình ấy vào. Đổ tay le luôn. Rồi, xong túi nữa. Còn tô như vậy. Được con đánh khá. Con này là Giang vừa chắc vừa sơi chắc, được cân khoảng cân 4 thôi. Đổ cái thằng này. Mấy con? Ai là nhiều phết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 con, đúng kế hoạch. Bảo vẫn bắt 10 con là về. Ngon luôn. Được con này là con này là con khá nhất này. Chắc không được cân rưỡi đâu. Cân 4 gì đấy đâu. Được rồi, bỏ vào đây. Nhặt hết vào. Bây giờ nhặt bỏ vào túi đi. Xong mang cả cái túi kia về. Xong là rửa hết đi thôi. Thôi, đi về thôi.